Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Pháp hội Vu Lan ngày Bảo Hiếu, toàn thể Pháp hội của chúng ta và cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng ni niệm ba lần danh hiệu đại hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên con thành kính hướng về chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức tăng ni, xin khẩn tuệ chúc mừng quý ngài được tăng thêm tuổi hạ sau ba tháng an cư, công hạnh tam tổ tịnh giới được đông đầy và là mô phạm để dẫn dắt chúng sanh hàng Phật tử trên bước đường tu học từ lợi lợi tha. A Di Đà Phật. Kính thưa Pháp hội Vu Lan về rằm tháng 7 là một cái ngày cổ tục hay ho, vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng để cho chúng ta trở về với lư hương bạc khói, về tổ tiên ông bà cha mẹ, và nhất là những người Phật tử thuần thành, những người con hiểu đạo, nhớ tưởng đến cái ân đức sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, để rồi cố gắng tạo những cái công đức, âm đức, thiền phước, lấy những cái đó để mà hướng về song thân của mình, gọi là đáp đền công ơn của cha mẹ trong muôn một. Theo lời Phật dạy, trong ba tháng an cư, chư tăng vâng lời Phật dạy quy tụ về một trụ xứ để tu tập, ôn đúc, uốn nắn tâm hành của mình, tinh tấn tu tam vô lậu học, giới định tuệ, để ngọ hầu thù thắng vượt lên tất cả những cái chướng ngại, những cái mà ngăn che trên bậc đường tu học, để cho đạo hành của mình mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn, trọn vẹn hơn trên con đường giải thoát cao thâm. Và 25 thế kỷ về trước, cái gương đại hiếu của Đức Mục Kiền Liên đã cũng trong cái ngày tự tử rằm tháng 7, ngài lúc đó mặc dầu chứng được lục thông nhưng mà cũng không cụ nội mẹ trong chốn u đồ, về cành cầu với Đức Phật tìm phương giải thoát. Đức Phật chỉ dạy cho ngài phải cành cầu thịnh mười phương tăng chúng hợp nhất lại, để rồi đồng thanh chủ nguyện, thì nhờ cái uy lực, năng lực của tam tổ tịnh giới, của mười phương tăng, lúc đó ngài thân mẫu của ngài Mục Liên mới thoát được khỏi chốn u đồ. Và trong cái thời gian đó, mọi là vong linh, vong hồn trong chốn u đồ cũng trường thừa cái ân đức của tam bảo, của hiền tiền tăng, mà đồng thoát khỏi chốn khổ não trầm luân.
Cho nên cái ngày đó gọi, còn gọi là cái ngày là xả tội vong nhân. Mà đây trên Linh Thành Vô Lan thì chúng ta gọi là ngày báo hiếu. Báo hiếu là một hành động hợp lý trong cử chỉ tri ân và báo ân. Làm con, chúng ta không thể quên được những nỗi khổ não lo âu, vất vả, lam lũ đọa đày của cha và mẹ để lo cho con từ miệng cơm manh áo, lo cho con được đức rộng tài cao. Vì muốn cho con mình thông minh nhân đức mà cha mẹ quên mình dốt nát tội lỗi. Những ai đã từng làm cha mẹ thì mới biết nỗi khổ, nỗi đau thương của người mẹ lúc tựa cửa nhìn trời nhớ con. Nó thấm thiết, nó đau thương đến bực nào. Để khi đời con khôn lớn thì cha mẹ phải già yếu. Để con tươi như hoa thì cha mẹ phải già, phải nhận lệnh cái chết. Sự hy sinh vô cùng lớn lao của cha mẹ vô cùng vô tận, không thể bút viết nào nói hết được cái ân đức của cha và mẹ. Trong kinh Đức Phật dạy rằng: lễ khắp cây cỏ trên sơn hà đại địa này để làm viết, và lấy nước bốn biển làm mực để viết tạ về cái công ơn của cha mẹ thì cũng không bao giờ cùng tận. Bài văn nào, bài thơ nào, tiếng ca nào, dù có giờ đi bơi mấy đi nữa, nhưng mà khi phải hướng về mẹ, cả người mẹ, nói đến cái ân đức của cha và mẹ, thì những bài thơ, những áng văn đó, những bài hát đó đều nhiều xúc cảm và hay. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ là tất cả cuộc đời của con. Nếu như ban đầu không nhờ có cha và mẹ thì hiện hữu tại pháp hội này chư tôn hòa thượng, chư tôn đại đức tăng ni làm gì có hiện hữu đấy được. Quý chủ công an, các anh chị cán bộ và tất cả pháp hội chúng ta đấy, nếu ban đầu không nhờ tính cha huyết mẹ thì hôm nay chúng ta đã có hiện hữu tại trần gian để dự cái pháp hội này được đâu. Chính vì vậy cho nên nói được cái ân đức của cha mẹ thì vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Trong kinh Vô Lan dạy: vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, đi quân hòn núi tu di, đi đến trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đồng. Thực sự như vậy. Hiền Thánh chưa có câu nói thế này: phù hề sinh ngã, mậu hề cúc ngã, ai ai phù mậu sinh ngã cù lao, dục bảo thông ăn hào thiên vọng cực. Nghĩa là cha sinh ra ta, mẹ nuôi ta khôn lớn, cái ân đức của cha mẹ thương thương vô cùng, muốn bảo đáp cái ân đức của cha mẹ khó khăn như vội lên trời cao không bao giờ cùng thấu. Thưa pháp hội, hình hài ta đây, sự nghiệp ta đó, một đời đều nhờ cha và mẹ un đúc đắp thành cho ta. Chính vì vậy cái mùa Vu Lan này, mùa báo hiếu này, là đây là cái cơ hội để chúng ta thức tỉnh, chúng ta nhìn lại mình, nhớ tưởng đến cái ân đức của cha mẹ mà lo phần đền đáp. Có những người con bất hạnh bởi vì khi sinh ra cha mẹ không có điều kiện để nuôi con, vì hoàn cảnh mà phải bỏ con bơ vơ lạc lõng, rồi vì nhiều nhiều lý do khác mà cha mẹ không thể gần con để chăm sóc cho con được. Thế rồi theo ngày tháng, đứa trẻ lớn lên rồi cùng theo cái cuộc sống bước chạy để thành tựu gia nghiệp, có cuộc sống vững chãi trên xã hội,
Rồi họ nói rằng cha mẹ có cái gì để mà xứng đáng với tôi đâu. Từ tôi nuôi khôn lớn tôi lên, rồi từ tôi lăn lộn cuộc đời để tạo nên sự nghiệp như ngày hôm nay. Với cha mẹ tôi không có cái gì hết. Mới nghe qua thì nó hiện thực, thì nó như có vẻ như là đúng vậy đó. Nhưng mà thật sự vô cùng sai lầm, vô cùng sai lầm. Nếu ban đầu không nhờ có cái tin hoa huyết mẹ, không nhờ có cái tin cha huyết mẹ, thì làm gì có đứa trẻ chào đời mà đến hôm nay đứng giữa cuộc đời xã hội này mà khoác lác, mà nói năng tuyên bố như thế. Một người làm vườn không đủ khả năng để mà chăm sóc, đưa đến cái vườn xoài có trái, họ đành phải xá nhường lại. Rồi cái người xá nhường đó đổ sức lực ra để vun quén và thu hoạch hoa lợi. Rồi người xá nhường hoa màu đó tự hào, nhờ cái công sức của tôi, nhờ cái năng lực của tôi, nhờ cái trí tuệ của tôi mới có thu hoạch được như ngày hôm nay. Nhưng mà xét cho kỹ thì có ngờ đâu, nếu thợ ban đầu, cái người vườn xoài chủ xoài không đặt cái giống xoài xuống, thì hiện tại cái người mua xoài để ôn đúc hải trái 1000 lần năng lực cũng vẫn không thể có xoài, nếu ban đầu không nhờ người chủ vườn đặt cái giống xoài xuống. Ân đức của cha mẹ cũng tương tự như vậy. Đức Phật khẳng định rằng tột cùng của điều thiện là có hiểu, và tột cùng của điều ác là bất hiểu. Ta cũng nhờ vô lượng kiếp, bất cứ kiếp nào ta cũng từng có hiểu với cha và mẹ. Do nhờ cái công năng hiệu hành đó, cho nên hôm nay ta mới sống được thành Phật. Người xưa có câu nói thế này: Phật Thích Ca trong nhà không lạy, Phật ở nhà không lạy, mà lạy Thích Ca ngoài đường. Cái câu nói này nó rất đơn giản, và tưởng nói như cho nó có vần thôi, nhưng mà thực sự Phật tử chúng ta sai lầm, mắc vướng vào cái này rất là nhiều. Vướng cái mắc phải cái lỗi này rất là nhiều. Pháp hội chúng ta đây, những bậc làm cha làm mẹ, ai không đã một lần hoặc nhiều lần, thậm chí cả cuộc đời, mà không bị con làm cho phải đau khổ, phải khóc thầm trong đêm, làm cho mình phải xót xa, bầm gan tím ruột, vì con, vì cháu. Không ai mà không có cả. Nhưng mà vì sĩ diện, vì danh dự, vì xã hội, cho nên chúng ta nuốt đắng làm ngọt, mà nói rằng con tôi nó vẫn dễ thương, con tôi nó vẫn có hiểu. Thưa Pháp hội, con cái của cha mẹ dù có tàn tật xấu xa đâu đến đâu đi nữa, dù nó có hư đốn đến đâu nữa, thì dưới mắt của người cha và người mẹ, con mình cũng có chỗ, có điểm để mà thương. Bởi vì sao? Bởi vì con sinh từ bụng mẹ mà ra mà, chứ đâu phải lượm ngoài lùm cỏ bụi cây vô núi đâu. Cho nên con là cuộc đời của mẹ, con là tất cả của mẹ. Cha mẹ có thể sống chết vì con mà không có là ngần ngại hối tiếc. Thế nhưng mà chúng ta thì sao? Có nhiều vì khi nhỏ thì không nói, chưa có cái ý thức sâu sắc, mải mê theo bạn bè, mải mê trên con đường học vấn mà quên đi cái ơn cha nghĩa mẹ. Nhưng khi lăn lộn giữa xã hội, giữa trong đời rồi, thì chúng ta đổ thừa,
Độ thừa cho vì trên cơ còn mắc thời gian học hành, mắc thời gian tạo dựng sự nghiệp, vân vân và vân, đủ tất cả lý do. Để gì? Để mà quên đi cái ân đức của cha và mẹ, mà không có cơ hội thời gian để đáp đền. Thế đó. Nhưng khi chúng ta vì một cái thủ riêng tư, một cái vui cho bản thân, đáp ứng cái nhu cầu sở thích của chúng ta, thì chúng ta không ngần ngại, không tiếc rẻ. Nhất là vì nào bước vào cái con đường tình cảm, có người yêu, có vợ, có chồng, có con, có cái, mua cho cha mẹ món quà nho nhỏ thì sợ hao sợ thất, rồi tiếc rẻ, tính toán tới lui. Chứ còn mua cho người yêu một món quà nhiều tiền á, không tiếc đâu, mà còn hận diện nữa, còn sung sướng và hạnh phúc nữa. Cha mẹ ở nhà thì ăn đạm bạc, thiếu lên thiếu xuống, nhưng mà những người con thành đạt giữa sự nghiệp xã hội bỏ ra cả tiền triệu, mấy chục triệu để một chầu nhậu, một chầu khao bạn bè, vì cái uy tín, vì cái danh dự, vì cái sự thành đạt của mình, để cho cha mẹ ở nhà mọi mòn thiếu thốn. Chúng ta phạm sai lầm nhiều lắm, có nhiều việc cũng có hiểu với cha với mẹ, nghĩ tưởng đến ân đức của cha mẹ, cho nên thỉnh thoảng cũng có mua cho cha mẹ một món quà nhỏ nhỏ, hoặc cho cha mẹ một số tiền, mà thưa, tiền nhỏ thôi, tiền lẻ thôi, chẳng cho nhiều. Bởi vì sao? Mình chưa dư, mình chưa giàu mà. Nhưng mà gặp ai cũng nói, tôi còn lo cho cha, cho mẹ tôi chứ. Mà hôm qua đây tôi có cho bà 200 bị xài vặt. Đó. Năm ngoái tôi có sẵn cho mẹ tôi một bộ đồ. Năm ngoái thôi mà năm thứ hai, thứ ba còn kể. Còn cha mẹ thì sao? Cha mẹ nuôi con biển hồ lái láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kệ ngày. Một đời của cha mẹ cực khổ, thừa sống thiếu chết, chịu cay, chịu nhục, chịu đắng. Một đời vì con, mà bao giờ có cha mẹ cất tiếng lên để than thở, để kể lệ với con đâu. Thưa, không có. Bởi vì thương con lắm, con sinh từ bụng mẹ, thương con ghê lắm. Con cái càng tội lỗi, càng bất hiếu, càng ngộ nghịch, cha mẹ càng đau đớn, bầm gan tím ruột để thương con mình nhiều hơn. Thương nó ngu muội, thương nó dài khờ, thương nó chưa có cái nhận thức. Thương con lắm, đêm khóc thầm cầu nguyện Phật trời cho con mình được sức khỏe, cho con mình có cái trí tuệ, cho con mình có sự tỉnh ngộ, để rồi nó thành nhân thành tài, chứ cũng không oán hận con. Còn con cái chúng ta thì sao? Ngửa tay xin mẹ một số tiền để sắm một món đồ, hoặc để đi chơi mà cha mẹ không cho là oán là hận, là dầm chánh dầm cặn, khóc lóc, đủ mọi thứ để tỏ ra cái gọi là sự bất bình của mình, vì cha mẹ không chịu. Chúng ta bất hiểu nhiều lắm. Có nhiều vì cũng có hiểu, cũng cố gắng tạo dựng sự nghiệp, nhưng mà thôi, hôm nay mình mới tạo dựng sự nghiệp mà tiền bạc chưa dư giả bao nhiêu đâu, ráng làm thêm một vài năm nữa, khi có khá khá rồi thì lúc đó hãy quay về để mà phụng dưỡng cha mẹ. Người xưa có câu nói, mọc dục tình nhi phong bất tức, tự dục dưỡng nhi thân bất tồn, là cái muộn làng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ những người còn đâu. Khi con cái nó thành tù gia nghiệp, tiền bạc nó dư rồi, thì cha mẹ đã trở thành người thiên cổ. Lúc đó có khóc hối hận ăn năn thì cha mẹ còn đâu nữa để mà phụng dưỡng.